hai diều các bạn ơi, hai con diều. Một con diều ma và một con diều chim đó bạn. Gió yếu bay rất là đầm nha. Bay đầm ghê không, chiều chung là chiều gió nó yếu, thiệt đầm. Con thả khoảng 150 mét à. Tại mình zoom lớn chứ nhỏ lại xíu à. Đó, nhỏ lại á. Có gió lại. Lớn lên. Bay đầm ghê, nhờ gió ít. Chiều nay gió ít quá, không ai giả thả diều lớn được, thả không lên. Chỉ có diều này thôi. Lên đầm ghê không? Ru luôn không? Chỉ có một con diều nó lắc thôi, một con diều ru luôn. Diều đại bàng chim, diều chim là im ru luôn. Hai con sát lại. Chiều hoàng hôn đó, chiều hoàng hôn mà đẹp ghê. Quá đẹp.
Cửa này là đèn đường mở luôn à, mới sáng luôn nè, tối rồi. Cửa này là 6 giờ kém mà. Quay chút xíu thôi. Rồi, video đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.